Xin chào toàn thể các bạn đã quay lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì đây là chiếc Win NX của mình. Sau gần 8 tháng sử dụng thì hôm nay mình đưa ra một cái đánh giá sơ qua cho các bạn biết về chiếc Win NX này trong quá trình chạy thì nó có xảy ra lỗi gì không. Về trước tiên thì về một số mà món đồ mà mình lên trên xe thì cũng không có gì nhiều, mình chỉ lên một cái các ga này để chở hàng cho tiện. Phía bên này thì mình có gắn cái cam hành trình Eken H9R. Chiếc này mình mua với giá là 900 nhá, mình mua trên Lazada nhá. Chiếc xe của mình ấy thì mình đã đi được khoảng hơn 4.000 cây sau gần 8 tháng. Đây cho các bạn xem công tắc led này. Đó. 4.236 km. Thì cái tình trạng mà xe của mình ấy thì mình chưa độ chế gì cả, mình vẫn để nguyên zin. Về thay nhớt thì mình đại đa số là mình toàn thay nhớt cái loại 120k ở hec ấy. Sau đó mình đổ một lọ Nano Clear 100.000 nữa. Đến bây giờ thì xe mình đi thì mình vẫn cảm thấy nó bình thường. Chưa có hiện tượng gì gọi là bị kêu tăng cam hay là gì đó như một số các YouTuber khác hay là một số bạn khác review là nó bị kêu tăng cam nhé các bạn nhé. Đấy, còn về cái phanh sau ấy thì mình thấy là cái phanh sau này nó khá là không ăn sau gần 4 tháng rồi, với cái thứ nữa là nó rất là rít. Có nhiều người nói là thời gian ban đầu ấy đi thì nó chưa bám phanh thì nó không ăn, nhưng mà bây giờ nó đi tuy là nó rất rít nhưng nó lại không có độ bám phanh mấy. Mình cảm nhận thấy điều đó. Ở cái chỗ này thì hôm đó mình có chế một cái che bô ở đây, nhưng mình tháo rồi tự nhiên có 4 con ốc này nhìn vô duyên vãi chưởng. Nhưng mà sau này thay bằng 4 con ốc titan thì chắc là nó cũng tương đối là tốt. Tiếp theo đó là hôm mình có nghe cái anh ở trong hét tư vấn ấy. Ở đây mình có lắp một cái bảo vệ máy bằng cái mạ chrome thì nó đã bị bong sơn này các bạn này. Đó, họ vặn cái con ốc này nó không chật nên là nó bị hở nhớt. Đây mình xuống hét bắt họ phải tháo ra. Nghe mấy anh tư vấn là lắp thêm cái đấy vào để bảo vệ cái này, nhưng mà mình chả thấy nó liên quan quá đến cái bường này cả. Đâm ra tự nhiên sức một ít sơn. Mình khuyên các bạn là không nên lắp cái mạ chrome để che bừng máy nhé, bởi vì là cái động cơ nó hoạt động rất là nóng, để lại khoảng này cho mát. Một điều nữa là bị giò nước mát nhé các bạn, xe của mình đi được khoảng hơn 1.000 cây là cái chỗ này nó đã bị giò nước mát rồi. Đó, mình vừa rồi mình đã phải siết lại cái này bằng cái dây dẫn, cái khóa của cái dây ga, dây bếp ga các bạn sử dụng bình thường ấy. Về cái má phanh trước thì theo mình thấy thì nó có độ bám đường tốt hơn cái má phanh sau. Tiếp theo là cái xi nhan này, vừa rồi mình có chế một cái thay cái xi nhan của cái loại tam giác ấy, nhưng mà mình thấy cái độ sáng nó không ổn, đi trên đường nó thật sự là nó không gọi như nào nhỉ, nó không chiếu sáng cho người phía trước mình, đâm ra họ không nhìn thấy mình xi nhan đâu, dễ gây ra tai nạn lắm, nên ra mình đã lắp cái xi nhan zin. Và có nhiều người nói là cái này nó dễ gãy, nhưng mà thật ra mình bị ngã một vài lần rồi, thấy cái này nó chống xuống xước. Tí nữa mình quay cái phía bên kia của mình là nó bị xước hết rồi, mình ngã xuống nhưng mà nó không gãy được nhé các bạn. Các bạn yên tâm. Đây mình cho các bạn xem luôn. Đây. Nó không xước, gọi là xước nhiều lắm đâu. Một chút thôi. Cái xe này thì nó có cái nhược điểm này. Cái chỗ này nó rất làm hở rất là to ra, nó sẽ bẩn cái bô này. Các bạn cần chế thêm cái pad hoặc là các bạn có thể mua trên Lazada về lắp. Cái này thì mình tự làm lấy, mình rảnh rỗi ra mình tự làm đấy nhé các bạn nhé. Còn về cái đèn ấy, cái đèn của Honda Win NX nhé, tuy rằng là nó rất là to, nhưng mà mình cảm nhận là nếu mà đi ở cái đường phố mà đông người ấy, cột đèn tối ấy, thì cái đèn xe của mình nó không sáng đâu, thậm chí là nó không sáng một con Avalet ấy. Vì thế là các bạn có thể là lên mạch tăng sáng, hoặc là các bạn có thể lắp thêm đèn trợ sáng vào đi, nếu các bạn đi xa với lại cái tốc độ nó cao một chút thì các bạn cần lắp thêm một cái đèn trợ sáng nữa. Về phần côn số mình thấy mới ban đầu mình đi mình cảm nhận nó cũng tương đối là tốt, nhưng mà sau gần 8 tháng mình đi mình thấy cái tay côn này nó dai các bạn. Tay côn này nó dai mà số cũng cảm giác là nó hơi bị sượng. Một cái nữa là cái tay này nó rất là dễ bị xước. Đây các bạn xem mình xước hết này. Mình cũng là người rất là giữ xe,
mình cũng yêu xe lắm nhưng mà nó dễ xước ấy thì cũng không có cách nào cả, vì cái chỗ này chúng ta thường hay chằng đồ, cái sơn ở đây nó kém. Còn về cái nhông xích của xe ấy, thì có nhiều bạn mua về thì nói là thay luôn cái nhông xích, nhưng mà mình vẫn để nhông xích zin nhá. Mình đi gần 5.000 nữa nhưng mà vẫn thấy nó tốt. Mỗi tội là chúng ta phải thường xuyên tăng xích cho nó, và các bạn tra dầu nhớt đầy đủ. Các bạn có thể là mua một cái chai nhớt mới ấy, về các bạn tra vào nhá, đừng dùng cái nhớt cũ vì là nó rất nhiều mạt, nó sẽ ảnh hưởng đến cái độ bon của cái nhông xích của các bạn nhé. Xe mình ấy thì cái chỗ này nó bị cạm cái buộc cao su, chắc nó hơi tối các bạn không nhìn thấy, nhưng mà đây là nó cạm cái cao su ở phía bên trên của cái thụt này, nó xước hết cái nó tọt cái cao su ra, chỗ này nó đen xì luôn này. Một cái nữa là cái xe này đi nó nhược điểm, nó rất là chán cái chỗ này, nó cứ đây các bạn có thể để ý đây, bùn nó bắn vào cái buộc này rửa rất là khó. Các bạn có thể mua cái miếng chắn bùn về các bạn che vào. Một cái nữa là cái lốp con xe này rất trơn các bạn. Không biết các bạn đi các bạn thấy như nào, nhưng mà mình cảm thấy nó trơn dã man luôn ấy. Mỗi khi mà dồn số về thì nó cảm tưởng nó trơn dã man luôn ấy. Mình muốn chia sẻ cho các bạn một điều nữa là cái này đi nó, mình cảm thấy nó rất là yếu. Tuy rằng là mới ban đầu ấy thì người ta nhận xét là nó không chắc khỏe. Mình đi cũng mới đầu cũng thấy nó khỏe, nhưng đi sau một thời gian ấy, những cái con ốc này nó bị dơ và cảm thấy nó bị rất là rung, cái phần biển này nó rất là kêu. Đây còn về phần nhựa này, các bạn xem này, mỗi lần đi bụi này, không biết Honda thiết kế kiểu gì mà bụi bắn cả lên chỗ này được hết cái khu này luôn. Đấy, nó chán, bỏ ra gần 50 triệu mua cái xe về. Đây còn chỗ này nữa này, các bạn kỹ này. Đây, họ làm cái chỗ này nó nối kiểu dở hơi này, mỗi khi mà trời mưa nó bắn vào chỗ này thì đừng hỏi. Về cái phuộc trước này mình thấy cái độ giảm xóc nó rất là tốt các bạn, được cái điểm phuộc nó rất là êm. Mình trước thì cũng ăn cái hôm đi mua xe này, mấy ở Hec Honda nó ngu dã man luôn đấy, nó rửa xe nó xịt từ cái chỗ này đây, xong là xuống hỏi nó bảo là không gì. Đúng là mình vẫn anh em lịch sự nhưng mà phải dùng từ nó rồi mới mô tả bọn này được, làm ăn chả hiểu trình độ học hành kiểu gì mà đấy, hỏng hết cái két nước này rồi, bao tiền bạc. À mình quên còn thiếu một cái nữa, đấy là cái đồng hồ này cực kỳ dễ vào nước các bạn ạ. Đấy, không biết là Honda thiết kế chắp vá hay là như nào mình không biết, nhưng mà đồng hồ của mình đã bị vào nước một lần rồi nhé các bạn nhé. Để mưa khoảng tầm 15 phút là bị ngấm ướt hết cái mặt bên trong này, mình không biết là nó ngấm hay là hấp hơi, nhưng mà khoảng 2 ngày sau là mình có để cái giấy lau tay đặt lên này, xong là mình lấy cái khò sấy tóc mẹ mình ấy, mình khò nó khô. Một điều dở hơi nữa là xe không có công tắc tắt máy tạm thời đấy, không có công tắc tắt đèn, đi mình bị nhắc tắt đèn suốt, nghĩ mà nó chán. Về tình trạng xích cam của xe mình ấy, thì ở hiện tại thì ở trên bản X này, ở hiện tại là cái xe của mình ấy, thì mình đi mình vẫn chưa thấy nó bị kêu cái xích cam, mình vẫn thấy tiếng máy rất là êm. Ồ, đằng kia có chị gái đi tập ô tô cả. Đấy. Cô ôm chậm á. Cũng thích đi ô tô lắm nhưng mà mình say xe lắm, không đi được ô tô. Đây, còn một cái điều nữa là cái mão này rất nhiều người chê này. Mình cũng mua về thay rồi nhưng mà cuối cùng lại về zin. Bảo lên ốc titan nhưng mà đi làm lương thấp quá các bạn, không có tiền lên. Đấy, bây giờ mình sẽ quay tổng quan cho các bạn ngắm lại chiếc xe mình lần nữa, nhưng sau đó mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Các bạn cảm thấy video của mình hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ.